Trong ngày 21 tháng 10 tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức một hội nghị xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế. Đây là một hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát triển thương hiệu và bàn các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gà đồi Yên Thế. Hội nghị cũng sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu sản phẩm gà đồi Yên Thế, thiết lập chuỗi liên kết chặt chẽ, ổn định giữa vùng chăn nuôi gà tập trung của tỉnh Bắc Giang và thị trường tiêu thụ gà tại các tỉnh, thành phố. Hội nghị xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế dự kiến sẽ có sự tham gia của nhiều bộ ngành địa phương, đông đảo các hộ sản xuất và doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Dự kiến tại đây sẽ có biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Sở Công Thương Bắc Giang với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, giữa Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế với các trung tâm siêu thị, chợ đầu mối và các hợp đồng tiêu thụ giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn toàn quốc với hộ chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Yên Thế.